Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin giai cấp vô vàn sản, một biến tướng của giai cấp vô sản đang nắm quyền thống trị. Đảng Cộng sản Việt Nam nổi lên với khẩu hiệu là Đảng của giai cấp công nhân. Đây chính là một cú lừa lịch sử, bởi chưa bao giờ đảng này vì giai cấp nghèo khổ mà chỉ lợi dụng họ trong thời gian đầu tiên. Trong khi tại các nước dân chủ, chính quyền luôn đưa ra những chính sách tạo ra cơ hội cho giai cấp nghèo khổ, thì giai cấp nghèo khổ ở Việt Nam luôn bị tước đoạt mọi thứ. Thủ tướng Úc đương nhiệm Antonio là con của một bà mẹ đơn thân làm nghề dọn vệ sinh. Cái may mắn là cậu bé Anthony đã được hưởng lên nền giáo dục miễn phí và nhờ đó cậu vươn lên trở thành người đứng đầu một cường quốc. Nếu cậu bé này mà sinh ở Việt Nam thì có lẽ cậu ta phải đi bán vé số để mà phụ giúp mẹ, là vì thế mà tương lai của cậu sẽ bị tước bỏ ngay từ trong trứng nước. Trẻ em ở Việt Nam bị tước mất mọi thứ để quan to được làm giàu. Đó là một so sánh cụ thể để thấy tư bản là nơi giúp đỡ người vô sản hay Đảng Cộng sản giúp đỡ người vô sản. Chiến dịch cải cách ruộng đất cuối thập niên 50, đầu thập niên 60 của thế kỷ trước là một chiến dịch lợi dụng giai cấp nông dân ít học để gây nên tội ác man dợ. Người nông dân chân đất bị đảng kích động, đấu tố, giết hại địa chủ, để rồi cuối cùng ruộng đất đều trở thành của nhà nước, chứ nông dân không được hưởng gì. Đảng Cộng sản tự xưng là đảng của giai cấp công nhân và nông dân, nhưng cuối cùng họ chính là tầng lớp bóc lột dân còn kinh khủng hơn xứ mà họ gọi là tư bản bóc lột. Người Việt bị đủ thứ siêu cao thuế nặng, trong khi đó quan chức thì ngồi không, vẫn có tiền xây biệt phủ, mua ô tô, cho con du học và thậm chí mua sắm bất động sản và gửi tiền ở nước ngoài. Với đồng lương chết đói, quan chức Cộng sản Việt Nam có thể làm giàu đến mức khiến người dân phải choáng ngợp. Trước đây, quan chức xây biệt phủ với những căn nhà to lớn, thì nay quan chức còn hơn thế nữa, họ xây những lâu đài lộng lẫy như cung điện. Họ không ngần ngại khoe khoang với thiên hạ những tài sản bất minh như vậy. Thủ tướng Úc là một người lớn lên từ một gia đình nghèo tại xứ chuột túi này. Chế độ Cộng sản là một chế độ được tạo ra để mang lại lợi ích cho đảng. Trong khi đó, lợi ích của lãnh đạo luôn được đảm bảo. Đứng trên luật pháp có đảng luật, thứ này là công cụ để vô hiệu hóa luật pháp của đất nước. Và từ đó, Đảng Cộng sản tạo ra một tổ kén, quan chức nấp trong tổ kén ấy, tha hồ đục khoét tài nguyên của đất nước và đánh chén tài sản của nhân dân. Trước đây, Đảng Cộng sản hô hào họ là đảng của giai cấp nghèo khổ, thì nay họ là đảng bóc lột giai cấp nghèo khổ. Giờ đây đảng cho lập ra các cơ quan chống tham nhũng thì y rằng tham nhũng lại trú ngụ ngay trong cơ quan chống tham nhũng này. Chính ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói cần phải chống tham nhũng ngay trong cơ quan chống tham nhũng. Đừng nghe những gì Cộng sản nói và hãy nhìn những gì Cộng sản làm, là câu nói đến giờ chưa hề sai. Ông Nguyễn Phú Trọng nói rằng chống tham nhũng không có vùng cấm, nhưng tại sao ông không cho truy tố Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khi ông này dính đến vụ Mobifone mua AVG? Tại sao ông Trọng không cho kỷ luật ông Tô Lâm khi ông này dùng tiền thuế của dân ăn bữa ăn thịt bò dắt vàng tại London lên đến hàng ngàn bảng Anh? Giai cấp tự xưng vô sản giờ đây bị người dân mỉa mai gọi là giai cấp vô vàn sản. Thực tế thì lời mỉa mai đó của dân là sự thật. Còn từ vô sản mà Đảng Cộng sản Việt Nam luôn hô hào, đấy chỉ là chiêu bài để lừa người dân mà thôi. Lâu đài của một giai cấp vô sản. Ông Nguyễn Phú Trọng lập nên cái lò để đốt không biết bao nhiêu quan chức. Giờ đây, lâu đài khổng lồ của ông Thiếu tướng Phạm Bá Hiền ở Lộc Hà, Hà Tĩnh nổi lên như sự thách thức với ông Nguyễn Phú Trọng. Tài sản bất minh to đùng ra đấy, ông Phú Trọng có làm gì được hay không? Quan chức xây biệt phủ tràn lan mà chưa thấy ông Trọng xử lý ai liên quan đến vấn đề biệt phủ. Mà không xử lý thì tình trạng này ngày càng leo thang và cho đến hôm nay thì đã xuất hiện cả lâu đài. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin giai cấp vô vàn sản, một biến tướng của giai cấp vô sản đang nắm quyền thống trị.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chứng ngáo danh lan nhanh từ showbiz đến giới nhà văn. Nền văn học Việt Nam từ lâu nay đã bị Đảng Cộng sản Việt Nam biến thành công cụ. Trước đây những nhà văn, nhà thơ cách mạng sáng tác các văn chương phục vụ chế độ, giờ đây đọc lại khiến người ta phải lạnh sống lưng vì tính man dợ của nó. Tố Hữu sáng tác thơ phục vụ cải cách ruộng đất làm cho người ta nghĩ rằng đấy là vần thơ của quỷ. Ngoài những vần thơ man dợ ấy, ông Tố Hữu còn sáng tác bài Đời đời nhớ ơn ông để ca tụng Stalin, một đồ tể khét tiếng của nhân loại. Trong vụ án Nhân văn giai phẩm, Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra tay đàn áp nhiều nhà văn, nhà thơ, dám nói theo ý mình, trái với ý đảng. Sau chiến dịch đó, văn thơ Việt Nam gần như không có ai gì đáng đọc, mặc dù nhà văn, nhà thơ mọc lên như nấm. Theo tìm hiểu, thời kỳ hiện đại, đặc biệt là thế hệ nhà thơ 7X, có người muốn sáng tác thơ theo ý riêng, họ muốn giải phóng tư tưởng của họ khỏi sự kiểm soát của Đảng Cộng sản, thì họ bị đàn áp ngay lập tức. Có người đã phải tháo chạy để bảo toàn tính mạng. Phải thoát khỏi nanh vuốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà văn Dương Thu Hương mới có đất để dụng võ. Những vần thơ đáng đọc đã bị tàn sát, còn lại những người được gọi là nhà văn, nhà thơ là thành viên trong Hội Nhà văn Việt Nam hay thành viên Hội Nhà văn cấp tỉnh, đều là những cây bút nô bộc. Và tất nhiên những gì họ viết ra đều không có giá trị, bởi người ta chẳng thấy trong nó có chút đặc sắc nào, chẳng có chứa một điều gì, đó là con người. Trong Hội Nhà văn Việt Nam và các Hội Nhà văn cấp tỉnh, đó là một xã hội Việt Nam thu nhỏ, nó là bộ máy của chính quyền thu nhỏ. Những người đứng đầu những hội này không phải những con chim đầu đàn trong lĩnh vực văn học. Họ là những người quyền quyển soát tư tưởng, hoặc chỉ ít họ có vai trò phát hiện những cây bút đi lệch con đường mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã vạch ra. Và từ đó, để ngoi lên vị trí cao trong ban, hội, các nhà văn phải chứng tỏ vai trò nô đập bọc của mình. Dưới bàn tay cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, bệnh ngáo danh bùng nổ dữ dội. Mới đây, nhà văn Dương Thu Hương, một nghệ sĩ văn nổi tiếng tài hoa, người đã phải rời bỏ quê hương để sang Pháp tị nạn. Bà nhận được giải thưởng cao quý của Pháp. Giải này được đánh giá là chỉ đứng sau giải Nobel văn học về danh giá. Điều này cho thấy không phải Việt Nam không có những nhà văn lớn, mà nhân tài của Việt Nam đều bị Đảng Cộng sản Việt Nam tiêu diệt từ mầm mống. Ngay trong trứng nước nó đã bị bóp nghẹt. Nếu bà Dương Thu Hương không sang Pháp tị nạn thì tên tuổi của bà không vang danh thế giới như ngày hôm nay. Có những người có tư tưởng theo đuổi các giá trị tốt đẹp thì không thể tồn tại được dưới chế độ cộng sản. Thay vào đó là những con người háo danh, thích nịnh bợ thì lại phát triển. Một khi chế độ chính trị là cái nôi cho thói háo danh phát triển thì Hội Nhà văn cũng đẩy rẫy nhà văn háo danh. Họ muốn nổi bật bằng những trò PE kiểu thật kêu, họ muốn nổi cho thật lớn để thiên hạ nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ. Bệnh ngáo danh lan sang tới giới nhà văn. Mới đây trên báo Tuổi Trẻ có bài viết dẫn câu nói của nhà văn trẻ Hiền Trang. Cô này phát biểu rằng nhà văn phải là người mà tỷ phú Elon muốn cùng ăn tối. Một câu nói chẳng có ý nghĩa gì. Cô ta ghép tỷ phú Mỹ vào câu chuyện của một cách khiên cưỡng. Mục đích là gắn tên tuổi nhà văn với một tỷ phú nổi tiếng nhất thế giới. Họ muốn nổi tiếng mà không biết cách nào nổi lên để vơ đại mà tên tuổi lớn để bám vào. Đây là cách ăn mày danh tiếng của những vật lớn. Câu nói chỉ cho thấy rằng tầm thấp của nhà văn đến như thế nào. Đây được xem là bệnh ngáo danh. Sống dưới bàn tay cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, bệnh ngáo danh đã lên ngôi, từ giới showbiz bây giờ đến giới nhà văn. Tất nhiên vẫn còn những nhà văn tử tế nhưng không nhiều. Đều tràn ngập bệnh háo danh ở giới này, đấy là hậu quả của một bàn tay sắt cai trị. Bàn tay Đảng Cộng sản đã triệt hầu hết mầm mống tài năng. Nếu anh muốn phát triển bản thân, chỉ có thể trốn ra nước ngoài thì may ra mới thoát.
quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Trứng ngáo danh lan nhanh từ showbiz đến giới nhà văn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de